Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Một chiếc xe mang biển số xanh đi vào phi trường đón người thân. Chiếc xe này bật đèn và hú còi ưu tiên, khiến cho cộng đồng mạng Internet dậy sóng. Trong những ngày qua, dư luận tại tỉnh Hà Tĩnh xôn xao vì hình ảnh của một chiếc xe biển xanh chạy vào phi trường Vinh ở tỉnh Nghệ An để đón khách. Chiếc xe này đã bật đèn và hú còi liên tục và hú còi ưu tiên để các xe cộ phải nhường đường. Hôm 7 tháng 2 vừa qua, người đứng đầu tỉnh hà tĩnh cho hay họ đã nắm được sự việc nói trên và đang xem xét điều tra theo quy định những chiếc xe được gắn còi và gắn đèn ưu tiên bao gồm xe cứu hỏa xe quân sự xe công an xe cứu thương xe đi làm nhiệm vụ cứu chữa thiên tai dịch bệnh hoặc đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp mà thôi theo tìm hiểu của báo giới thì chiếc xe nói trên do hội phụ nữ tỉnh hà tĩnh quản lý và sử dụng khi mà chiếc xe đó đi vào phi trường vinh thì bà nguyễn thị lệ hà là chủ tịch của hội phụ nữ tỉnh hà tĩnh đang ngồi trên xe trả lời báo giới bà này xác nhận rằng chiếc xe được người dân ghi lại hình ảnh tại phi trường vinh là của cơ quan của bà bà này giải thích như sau do con gái của bà có thai cho nên bà đã thông báo với cơ quan để vào phi trường vinh để đón cô con gái của bà vì chiếc máy bay đáp xuống trễ cho nên chiếc xe phải chờ đợi lâu khi con gái của bà ta ra xe thì xe phi trường Vinh rất đông người, cho nên tài xế đã bật đèn và hú còi để chạy cho nhanh. Ngân hàng HSBC dự báo sức mua của người Việt sẽ cải thiện trong năm nay. Báo cáo vừa công bố của ngân hàng HSBC đánh giá lĩnh vực tiêu dùng chiếm hơn 50% GDP Việt Nam đã chịu nhiều áp lực năm qua, với tăng trưởng tiêu dùng cá nhân khoảng 3%, tức chỉ bằng một nửa mức bình quân trước dịch, 7,5% một năm năm qua tiêu dùng tăng không nhiều do ngoại thương chậm lại làm ảnh hưởng đến việc làm và thị trường bất động sản suy yếu. Cùng với đó người dân có xu hướng cảnh giác với những biến động kinh tế nên khuyên hướng tiết kiệm được gia tăng. Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam đã khởi đầu năm 2024 khá thuận lợi và lĩnh vực tiêu dùng có tiềm năng cải thiện. Tín hiệu đầu tiên là một số cổ phiếu trong lĩnh vực tiêu dùng đang phục hồi. Có hai lý do cơ bản củng cố cho dự báo. Đầu tiên là chu kỳ thương mại toàn cầu sẽ hỗ trợ thị trường lao động. Xuất cảnh điện tử gần đây có dấu hiệu tích cực, cho thấy giai đoạn đen tối nhất đã qua. Ngành du lịch Việt Nam sau năm 2023 vượt mục tiêu đang hướng đến tham vọng đón từ 17 đến 18 triệu khách nước ngoài năm nay, gần đạt mức cao kỷ lục của năm 2019 và nhắm tới tổng doanh thu đạt 8% GDP quốc gia. Về dài hạn người Việt vẫn đang gia tăng tích lũy tài sản, thúc đẩy tiêu dùng mạnh hơn và chuyển dịch sang hàng hóa dịch vụ. Xu hướng chi tiêu cho phương tiện giao thông là một ví dụ. HSBC cho biết tỷ lệ sở hữu xe máy lên đến 70% nhưng số lượng mua xe hơi đang tăng. Theo HSBC, vấn đề chính cần lưu tâm là nợ của các gia đình gia tăng. Không có dữ liệu chính thức nên nhà băng này đã ước tính thông qua phân tích báo cáo tài chính của bốn ngân hàng lớn, có thể gồm những khoản vay kinh doanh nhỏ lẻ phanh phui thêm một vụ tẩu tán tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Một tờ báo chuyên về bất động sản tại khu vực châu Á có tên là Minh Chan Di, tức là Minh Thiên Địa, vừa cho biết như sau, gia đình của bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan hiện đang ngồi tù, đã bán một tòa nhà văn phòng hạng A ở trung tâm Hồng Kông cho một ông trùm công nghệ người Đài Loan với giá được thông báo là 819 triệu Mỹ Kim Thương vụ này của gia tộc Chu Lập Cơ và Trương Mỹ Lan, người từng xây dựng hàng loạt các danh mục bất động sản ở Hồng Kông, diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi bà Trương Mỹ Lan là cựu lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị tòa án Việt Nam truy tố với tổ tham ô ngân hàng SCB. Tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan dính dáng tới vụ tham nhũng chấn động Việt Nam với mức tiền tham ô lên đến con số chóng mặt đó là 12 tỷ Mỹ Kim. Các công ty được kiểm soát bởi các cá nhân có liên quan tới là Steven Chang, đồng sáng lập và cũng là chủ tịch của công ty an ninh mạng Chen Micro Incorporated, niêm yết tại Tokyo, đã mua lại cổ phần của công ty sở hữu tòa nhà Nexus từ một công ty được ghi danh bởi con gái của vợ chồng Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ. Đó theo hồ sơ của Hồng Kông Company Register cho hay, Lột tọa lạc chỉ cách 5 phút đi bộ tới khu thương mại IFC tại giao lộ Cornell Central và Queen Victoria. Tòa nhà Nexus có tổng diện tích là 24.584m2, trải rộng trên 18 tầng, gồm có nhiều văn phòng. Hồ sơ cho thấy quyền giám đốc của công ty nắm giữ tòa nhà này, đó là Mutual Company, đã được thay đổi từ con gái của Chu Lập Cơ, đó là Chu Duyệt Hằng, tên tiếng Anh là Elizabeth Chu trở thành Carol Wang Ting Swan mang quốc tịch Đài Loan. Địa chỉ ghi danh của Carol Wang Ting Swan ở Đài Bắc trùng khớp với địa chỉ của Ming Yi Foundation và Flow Incorporated. Cả hai đều là các công ty do Steve Chang thành lập. Một người có tên là Steve Wong là giám đốc tài chính của Mingyi Foundation và trước đây từng là giám đốc tài chính cấp cao của bộ phận hoạch định chiến lược toàn cầu của Trend Micro, được thành lập tại Los Angeles vào năm 1988. Và công ty này hiện nay là một trong những nhà cung cấp phần nhu liệu điện toán bảo mật doanh nghiệp lớn nhất thế giới với các hoạt động tại 65 quốc gia. Thêm 6 tỉnh ở Việt Nam bị Úc rà soát chính sách với du học sinh. Sở Giáo dục Nam Úc loan báo ngoài 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình sẽ rà soát chính sách với du học sinh ở 6 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Thông tin trên được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Úc cung cấp cho báo giới trong nước ngày 7 tháng 2, sau khi làm việc với chính quyền tiểu bang Nam Úc về việc đề nghị điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại tiểu bang này. Cụ thể, Sở Giáo dục Nam Úc sẽ rà soát chính sách với học sinh, tạm thời không chấp nhận đơn sinh học của học sinh đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cho đến khi có thông báo mới. Riêng học sinh từ tỉnh Quảng Bình cũng bị dừng nhận đơn, nhưng quy định này có thể được xem xét lại vào tháng 3. Ngoài ra, học sinh từ 6 tỉnh gồm Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắc, Lâm Đồng cũng bị siết chặt, được yêu cầu giải trình rõ ràng về mục đích sinh học, có kế hoạch du học cụ thể. Các quy định trên chỉ áp dụng cho học sinh theo học chương trình giáo dục quốc tế lớp 12, không áp dụng với sinh viên đại học và học nghề. Từ tháng 12 năm ngoái tới nay, 4 Du học sinh Việt Nam ở Nam Úc được báo cáo mất tích bí ẩn. Tuy nhiên theo cảnh sát tiểu bang Nam Úc phản hồi với báo Daily Mail khẳng định các du học sinh này đang chạy trốn và chủ động trốn tránh chính quyền. Cảnh sát tiểu bang Nam Úc đã liên lạc được với gia đình của các du học sinh ở Việt Nam và cho thấy họ không tỏ vẻ lo ngại về an toàn của con em mình. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Úc có 746.080 sinh viên quốc tế theo học các khóa học tại Úc tính đến tháng 9 năm 2023 trong đó Việt Nam có hơn 31.600 người, xếp thứ 6 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Colombia và Philippines. Thái Lan cũng đang có kế hoạch hợp tác với Việt Nam, Cambodia, Lào và Malaysia, cũng như tổ chức các cuộc đàm phán với Khối hiệp châu Âu để thực hiện việc miễn visa nhập cảnh giữa hai bên. Theo nhật báo The Nation, thì ông Promin Lasuradi là tổng thư ký của Thủ tướng Thái Lan cho hay, Thái Lan sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ các quốc gia láng giềng để thiết lập một thỏa thuận cho phép du khách đi lại tự do giữa bốn quốc gia trong khối ASEAN sau khi có được thị thực nhập cảnh cho bất kỳ quốc gia nào trong số đó. Ngoài ra, nếu bốn quốc gia láng giềng chính thức đồng ý, thì chính phủ Thái Lan sẽ đặt mục tiêu tận dụng thỏa thuận này trong các cuộc đàm phán với khối hiệp châu Âu để tìm cách miễn visa cho khối Schengen. Ông Promin cho biết rằng sự thành công của chính sách miễn thị thực nhập cảnh cho du khách nước ngoài vào Thái Lan đã góp phần làm gia tăng số lượng khách quốc tế. Hồi năm ngoái, mặc dù dự kiến Thái Lan sẽ chỉ tiếp đón 25 triệu du khách nước ngoài, thế nhưng trên thực tế, Thái Lan đã tiếp đón tới 28 triệu người. Thái Lan vừa chính thức miễn visa cho du khách đến từ Trung Quốc, trong khi đó, nội các của Thái Lan đã phê chuẩn đề nghị hợp tác với các quốc gia láng giềng, cho phép du khách nước ngoài đi lại tự do trong số đó mà không cần visa nhập cảnh bổ sung. Hiện nay, Việt Nam đang miễn visa cho 7 quốc gia trong khối Liên hiệp châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Đan Mạch, Thụy Điển và Đài Loan. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, tức là Eurocharm, hồi năm ngoái cũng đã đề nghị Việt Nam nên miễn visa cho 20 quốc gia còn lại trong khối liệp châu Âu, vốn có tới 800 triệu dân để thúc đẩy ngành du lịch và lĩnh vực đầu tư.